Giáng sinh năm 2012, các vị thần đã trỗi dậy qua bộ phim hoạt hình đẹp đẽ nhất, kỳ ảo nhất và đáng yêu nhất. Những vị thần được người cung trăng chọn lựa để bảo vệ niềm vui và những giấc mơ đẹp đẽ của trẻ thơ sẽ đến với các bạn nhỏ Việt Nam vào Giáng sinh 2021 qua bộ sách tranh về nguồn gốc của những vị thần đầu tiên do Book Hunter chịu trách nhiệm nội dung và tổ chức xuất bản. Hãy gặp người cung trăng, vì vệ thần đánh thức các vệ thần khác khỏi bóng tối, lãng quên và lạc lối. Cuốn sách đầu tiên các bạn cần đọc đó là câu chuyện về người cung trăng. Người cung trăng khi còn là một em bé đã sống trong kỷ nguyên vàng rực rỡ và hạnh phúc cùng cha mẹ mình. Và vui vẻ, an toàn bên người bạn ánh đêm dũng cảm, dịu dàng. Còn có một anh chàng mộng mơ, ngộ nghĩnh và tận tâm sẵn sàng biến mọi giấc mơ thành hiện thực. Bỗng một ngày, kỷ nguyên vàng bị Pit, vua ác mộng, tấn công và hủy hoại. Thần mộng mơ đã rơi xuống trái đất sau vụ nổ lớn, chìm vào giấc ngủ miên viễn. Ánh đêm lãng quên ký ức và trở nên lạnh giá, chỉ còn được biết đến với tên gọi Jack Frost, người khiến mọi nẻo đều đóng băng. Và người cung trăng chỉ còn lại một mình, không có bố mẹ ở bên ngoài robot và những con thú. Và cuốn sách viết về kỷ nguyên vàng đã xa. Bộ sách tranh ba cuốn lần lượt kể lại câu chuyện của các vệ thần đầu tiên, bắt đầu từ người cung trăng. Người cung trăng với những ký ức hạnh phúc về kỷ nguyên vàng đã đánh thức các vệ thần khác cùng lập lời thề bảo vệ trẻ thơ trên trái đất. Ánh trăng đã đánh thức thần mộng mơ khỏi giấc ngủ để chiến đấu chống lại nỗi sợ hãi, chăm sóc cho giấc ngủ của trẻ nhỏ. Rồi đánh thức ký ức về lòng tốt và dũng cảm nơi trái tim của Jack Frost để bảo vệ tiếng cười thời thơ bé khỏi những hiểm nguy. Các bạn nhỏ hãy gặp bé Lily mạnh mẽ và hồn nhiên qua bản dịch bộ sách tranh Những Vệ Thần của tuổi thơ. Và đừng quên xem đến những trang cuối cùng của sách để viết hoặc vẽ nên những suy nghĩ của mình. Chúc các bạn nhỏ một Giáng sinh an lành!